Thì bây giờ Tôn giả A Nan không được hội chúng chấp nhận vào tham dự đại hội kết tập kinh luật. A Nan rất là buồn, trở về thành Dương Xá. Thì khi trở về thành Dương Xá, dân chúng thành Dương Xá nhìn thấy A Nan đi có một mình, mới bạch rằng: Tôn giả ở đi đây một mình, còn Đức Thế Tôn ở đâu? Thì A Nan báo tin là Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn nay được 2 tuần rồi. Thì dân chúng ở đó hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn, buồn than khóc la rất là thảm thiết. Bây giờ Tôn giả A Nan mới dùng bài pháp vô thường mà giảng dạy khuyến tấn hàng Phật tử. Rồi sau đó Tôn giả A Nan mới trở về cái tịnh xá Kỳ Viên, nơi Đức Phật đã trải qua rất là nhiều mùa an cư kiết hạ tại đây. Và cũng chính nơi này nó gắn bó với rất là nhiều cái lịch sử, cũng như là rất là nhiều cái bài pháp mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại tịnh xá Kỳ Viên. Thì khi trở về tịnh xá Kỳ Viên, Đức A Nan mới trở vào hương thất của Đức Phật, dọn dẹp phòng ốc, chân sữa, thai bông, cũng như là những việc làm cần thiết, làm những cái công việc giống như Đức Thế Tôn còn tại thế. Thì sau khi mà dọn dẹp cái hương thất của Đức Phật, cũng như là những cái ngôi tịnh xá, những phòng ốc xung quanh, phòng nào hư hại thì A Nan cũng cho tu bổ lại. Thì sau khi tu bổ và xem xét sửa sang xong cái khu tịnh xá Kỳ Viên, thì Tôn giả A Nan mới thấy ngày mà an cư nó cũng gần đến. Mặc dù không được chọn tham dự vào trong đại hội tại thành Dương Xá, nhưng Tôn giả A Nan cũng một lòng trở về thành Dương Xá để cùng nhập hạ an cư tại đây cùng với hội chúng tỳ kheo. Thì bây giờ tại thành Dương Xá, Tôn giả Ca Diếp cùng với hội chúng tỳ kheo đang lên kế hoạch để mà kết tập kinh điển. Thì Tôn giả Ca Diếp nhìn thấy cái 18 ngôi chùa tại cái thành Dương Xá này đang bị hư hại. Tại vì khi hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn, hội chúng tỳ kheo cùng nhau gấp rút đi, không có đóng cửa, cũng như là không có coi trong sóc trong khoảng thời gian đó. Do đó trải qua thời gian hơn 1 tháng thì một số cái ngôi chùa này nó bị hư hoại. Thì do đó Tôn giả Ca Diếp cùng với hàng tỳ kheo cho sửa sang phòng ốc, tốn thời gian hết 1 tháng. Và tháng thứ 2 là các ngày tu tập thiền định. Tháng thứ 3 trong mùa an cư đó mấy ngày mới kết tập kinh luật. Thì đó là theo tinh thần của các bộ luật. Nhưng mà riêng cái bộ luật của Thiện Kiến thì nói kỹ hơn. Bộ luật Thiện Kiến thì nói rằng sau khi mà đến thành Dương Xá thì nhìn thấy cái cảnh mà những ngôi chùa bị hư hại, thì Tôn giả Ca Diếp mới cùng với hàng tỳ kheo đến trình cái sự việc lên vua A Xà Thế. Thì vua A Xà Thế một lòng hộ trì Phật Pháp, do đó vua A Xà Thế mới trình thưa lên hàng Tôn giả rằng: các hàng Tôn giả sẽ dùng cái quy lực của bậc thánh nhân mà chuyển bánh xe chánh pháp kết tập kinh điển, còn con sẽ dùng cái quy lực của vua chúa để mà vận động các nước về ủng hộ cho các ngài. Thì nếu như các ngài cần những việc gì cứ lên tiếng, chúng con sẵn sàng hộ trì. Thì thế là ngài vua A Xà Thế cùng với kết hợp với những vị quốc vương khu vực xung quanh xây dựng một cái giảng đường rất là lớn, rất là trang nghiêm và uy nghi. Xây một cái giảng đường này với sức chứa là 500 chỗ ngồi. Và trang trí trong phòng rất là đẹp, giống như là cung trời của một vị tứ thiên vương. Thì bây giờ những cái nội dung đó là theo như bộ luật Thiện Kiến. Còn những bộ luật khác thì bảo là 1 tháng đầu là sửa sang phòng ốc, tháng thứ 2 là tu tập thiền định, và tháng thứ 3 mới là kết tập kinh luật. Thì bây giờ là vào ngày đêm 16 rạng 17 tháng 6 năm Đinh Tỵ
nghĩa là năm Phật nhập Niết Bàn. Bởi vì trải qua nhập hạ, bắt đầu vào mùa ăn cư kiết hạ là vào ngày 16 tháng 4. 16 tháng 4 đến 16 tháng 5 đó là một cái tháng mà sửa sang phòng ốc. Từ 16 tháng 5 đến 16 tháng 6 là ngày để mà chư tôn đức cũng như hàng tôn giả mà tu tập thiền định. Bắt đầu ngày 17 tháng 6, lúc đó mới chính thức là kết tập kinh luật. Thì bây giờ vào đêm 16, rạng 17, thì hội chúng tỳ kheo nhìn thấy cảnh A Nan không được tham dự vào kỳ kết tập kinh luật này thì rất là nuối tiếc, và đến khuyên tôn giả A Nan như thế này: mặc dù ngài không được chọn vào dự vào cái đại hội kết tập kinh luật, nhưng ngài đừng có thối chí. Nếu ngài tinh tấn lên có thể chứng đắc đạo quả và có thể sẽ cùng tham dự với hội chúng kết tập kinh luật lần này. Thì bây giờ tôn giả A Nan rất là buồn. Mình là một cái người đệ tử thân cận của Đức Phật, một người thị giả từng gắn bó với Đức Phật như vậy, mà mình không được tham dự vào kỳ kết tập kinh luật. Nhớ lại lời Phật dạy, nếu những người mà có căn trí như A Nan thì việc chứng đắc đạo quả không khó. Do đó trong đêm đó, A Nan dùng mọi nỗ lực của mình để tu tập, và tu tập đến nửa đêm vẫn không thấy kết quả gì. Cuối cùng A Nan mới buông xả trở về phòng định nghỉ ngơi. Thì trong lúc A Nan mà vừa ngã lưng xuống dưới chiếc đơn, thì cái chân vừa hỏng đất, đầu chưa chạm gối, lúc bấy giờ A Nan chứng đắc quả vị A La Hán. Thì nếu như trong hàng đệ tử của Đức Phật, ngoài bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm mà chứng đắc đạo quả, thì A Nan là người chứng đắc đạo quả trong tư thế đặc biệt, nghĩa là đầu chưa chạm gối, chân vừa hỏng đất. Tư thế rất là đặc biệt, chỉ duy nhất có A Nan mà thôi. Thì lúc bấy giờ, khi A Nan chứng đắc đạo quả, thì những bậc mà kỳ cụ trưởng lão giống như là Ca Diếp dùng cái trí quán chiếu biết rằng A Nan đã chứng đắc đạo quả trong đêm hôm đó. Còn những vị tỳ kheo còn lại, nghĩa là mặc dù chư tôn đức hoặc là những bậc A La Hán chứng đắc quả vị, nhưng mà nếu dùng tâm bình thường vẫn không biết được việc quá khứ cũng như vị lai cũng như là hiện tại. Chỉ khi nào nhập định dùng cái trí tuệ của một cái vị thánh giả, lúc đó mình mới biết được những việc xảy ra xung quanh. Do đó những vị mà tôn giả khác mặc dù chứng đắc đạo quả nhưng mà không biết rằng đêm đó tôn giả A Nan đã chứng quả vị A La Hán rồi. Thế rồi sáng hôm sau thì hội chúng dân tập vào cái một giảng đường để mà kết tập kinh luật. Thì khi mà hội chúng vào, cứ người đến trước rồi đảnh lễ những vị bậc thượng tọa, rồi lần lượt đến những người khác. Nhưng mà lần lượt hội chúng tỳ kheo vào trong cái giảng đường với cái chỗ ngồi là 500 chỗ nhưng còn trống một chỗ. Thì có vị thắc mắc hội chỗ này dành cho ai, thì mọi người mới, lúc đó Ca Diếp mới trả lời là chỗ ngồi đó dành cho tôn giả A Nan. Thì bây giờ muốn cho hội chúng biết được mình đã chứng đắc đạo quả, A Nan dùng thần thông bay vào trong chỗ ngồi đó để cho hội chúng tin tưởng là mình đã chứng đắc quả vị A La Hán rồi. Mình không cần phải trình bày mình đã chứng đắc hay chưa, chỉ cần nhìn mình bay vào trong đó là biết là A Nan đã chứng đắc đạo quả, và đỡ mất thời gian của đại chúng cũng như là không làm cho hội chúng thắc mắc nữa. Thì lúc bây giờ mọi việc nó đã chu đáo, chuẩn bị thì nó cũng đã ổn thỏa. Thì do đó Ca Diếp mới hỏi là bây giờ chúng ta nên kết tập kinh luật, nhưng mà nên kết tập kinh trước hay là luật trước? Thì có những vị mới bảo là giới luật đó là mạng sống của Phật giáo, giới luật nó rất là quan trọng đối với Phật giáo, do đó trước tiên chúng ta nên kết tập luật trước rồi kết tập kinh sau. Thì lúc bấy giờ
Tôn giả Ca Diếp xin đề cử Tôn giả U Ba Ly là người trùng tuyên luật tạng, nhưng hội chúng thắc mắc. Hội chúng xin đề cử Tôn giả A Nan bởi vì Tôn giả A Nan là người đa văn, học rộng, nhớ nhiều. Do đó thì hội chúng mới xin đề cử Tôn giả A Nan. Thì ngài Ca Diếp mới bảo là khi còn tại thế, Đức Phật thường hay khen ngợi trong hàng đệ tử thanh văn của ngài U Ba Ly là người trì luật đệ nhất. Do đó để kết tập luật tạng, người trùng tuyến luật tạng phải là Tôn giả U Ba Ly. Thì khi nghe lời của ngài Ca Diếp trình bày, hội chúng đồng chấp thuận thỉnh Tôn giả U Ba Ly lên pháp tòa để kết tập luật tạng. Thì sau khi ngài Tôn giả Ca Diếp cũng như Tôn giả U Ba Ly tác pháp yết ma để kết tập những điều Đức Phật đã chế định cho hàng tỳ kheo cũng như là hàng tỳ kheo ni, những lời Đức Phật dạy liên quan đến những cái giới điều cũng như những cái phép tắc, thì ngài Ca Diếp cùng với ngài U Ba Ly lần lượt vấn đáp và triển khai để mà trùng tuyên lại. Thì trước tiên ngài Ca Diếp mới hỏi U Ba Ly như thế này: thì duyên khởi của Đức Phật chế giới đầu tiên là do ai? Ai là người khai duyên? Và cái điều giới đầu tiên được Đức Phật chế tại đâu? Thì lúc bấy giờ ngài U Ba Ly mới bảo là vào năm thứ 13 sau ngài Phật thành đạo. Tại đâu? Tại thành Tỳ Xá Ly. Người khai duyên phạm giới đó chính là Tu Đề Na, con trai của trưởng giả Ca Lan Đà, và giới đầu tiên chế cho hàng tỳ kheo đó chính là điều giới dâm dục. Thì ngài Ca Diếp cùng với Tôn giả U Ba Ly vấn đáp lần lượt từng điều giới. Thì sau này kết tập lại thì theo như hệ phái Bắc truyền cũng như là theo như bộ luật tứ phần, thì điều giới của hàng tỳ kheo được kết tập lại thành 250 điều, điều giới tỳ kheo ni 348 điều, còn sa di là 10 điều, ngũ giới là 5 điều cùng với 8 điều bát quan trai. Nhưng trong 250 điều giới của hàng tỳ kheo được phân chia làm 5 thiên và 7 tụ, nghĩa là phân ra theo từng nhóm tội. Ở lần kết tập kinh luật lần thứ nhất này thì được trùng tuyên đến 80 lần cái bộ luật để hoàn chỉnh, sau đó mới thống nhất lại. Thống nhất lại là những điều của Đức Phật dạy thì nên tuân thủ, nên giữ gìn như vậy. Và do đó lần kết tập kinh điển thứ nhất thì những điều luật được phân tích và bổ sung rất là kỹ. Và sau khi mà kết tập luật tạng rồi thì hội chúng mới đề cử Tôn giả A Nan lên để mà trùng tuyên kết tập kinh tạng. Thì Tôn giả A Nan cùng với Tôn giả Ca Diếp hai ngài cùng tác pháp yết ma, cùng vấn đáp và cùng kết tập trùng tuyên lại những lời Đức Phật đã dạy. Thì sau này kết tập lại những cái bộ kinh dài thì nó tập trung lại thành một bộ, đó là Trường Bộ Kinh. Còn những cái bộ kinh mà nó ở mức trung bình gọi là Trung Bộ Kinh, những cái bài kinh ngắn gọi là Tiểu Bộ Kinh, hoặc là có rất là nhiều bộ kinh khác. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì Đức Phật chế định hoặc kết tập kinh điển rất là đơn giản. Khi mà kết tập lại trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy thì những cái bài nào dài tập trung lại thành một tập, một bộ. Những bộ dài gọi là Trường Bộ, ngắn hơn gọi là Trung Bộ, và những cái bài pháp ngắn thì gọi đó là Tiểu Bộ. Hoặc là sau này chúng ta được dịch sang và chuyển sang cái hệ thống Bắc truyền có là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Hoặc là bên kia, bên Nam truyền thì theo cái nguyên thủy đó là Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ và Tăng Chi. Nó rất là nhiều cái bộ đà. Những cái bộ đó được kết tập ngay cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất này. Thì sau khi mà hội chúng thống nhất những lời mà của U Ba Ly trùng tuyên luật tạng, Tôn giả A Nan trùng tuyên pháp tạng,
Thì sau khi hội chúng thống nhất những cái lời đó, thì Tôn giả Ca Diếp mới tuyên bố giữa hội chúng như thế này: những lời của Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm qua, bây giờ kết tập lại thành hai tạng, một là tạng kinh, hai là tạng luật. Và từ nay trở về sau, những gì Phật chưa chế định, chúng ta không được quyền thêm vào. Những gì Phật đã chế định, chúng ta không được quyền bớt đi hoặc là cải sửa. Thì khi nghe Ngài Ca Diếp tuyên bố như vậy, lúc bấy giờ Tôn giả A Nan mới trình lên ý kiến như thế này: kính bạch Tôn giả, trước đây con có nghe Đức Thế Tôn dạy như thế này, sau ngày Đức Thế Tôn diệt độ, nếu như chánh pháp của Đức Thế Tôn truyền đến những cái địa phương nào đó, tùy theo quốc độ, tùy theo địa phương, tùy theo từng thời gian, nếu như thấy những gì trong cái lời dạy của Đức Phật mà nó không phù hợp với địa phương đó, không phù hợp với thời điểm đó, thì những điều vụn vặt có thể các thầy cứ tùy tiện thay đổi để cho nó phù hợp. Nhân cái dịp này, Tôn giả Ca Diếp mới bắt tội Tôn giả A Nan gồm có 7 điều. Thì Tôn giả Ca Diếp mới bắt tội A Nan cái điều thứ nhất, đó là thầy có hỏi với Đức Phật là những điều nào được xem là vụn vặt hay không. Thì Ngài A Nan bảo là lúc đó con không hỏi. Hỏi tại sao Ngài không hỏi? Nếu lúc đó con thấy Đức Thế Tôn đã mệt mỏi lắm rồi, con không nỡ làm động tâm Ngài, cũng như là làm phiền đến Ngài, do đó con không có thưa hỏi là những điều nào là những điều vụn vặt có thể thay đổi được. Thì Tôn giả Ca Diếp mới bắt tội A Nan: tại vì thầy không hỏi những điều nào là vụn vặt nhỏ nhặt có thể thay đổi được, đây thầy phạm vào một tội đột kiết la, thầy phải nhận tội và phải sám hối trước đại chúng. Thì Tôn giả A Nan một lòng trình bày với đại chúng như thế này: không phải là con không kính trọng giới luật, con cũng từng biết là Đức Phật thường dạy là giới luật đó là mạng sống của Phật Pháp. Giới luật nó rất là quan trọng, do đó những cái gì mà Đức Phật dạy thì con rất là quý trọng và con giữ gìn. Nhưng ngay lúc đó không phải vì con không quý trọng, con không thưa hỏi, mà tại vì con thấy Đức Thế Tôn quá mệt mỏi rồi, con không dám thưa, sợ phiền lòng Đức Thế Tôn. Thì nhưng mà vì tôn kính Đại Đức Ca Diếp cũng như tôn kính hội chúng ở đây bắt tội con xin nhận tội và xin sám hối. Thì Ngài Ca Diếp mới đề cử cái tội thứ hai, là khi Ngài được chọn làm thị giả, thì Đức Phật có yêu cầu A Nan nên làm người nhận vật cúng dường, nhưng mà Đức Phật yêu cầu đến 3 lần Tôn giả A Nan vẫn từ chối. Đây là một cái điều mà thầy phạm vào cái tội đột kiết la, phải nhận tội và sám hối trước đại chúng. Thì bây giờ Tôn giả A Nan mới trình thưa với hội chúng như thế này: không phải là con không tuân theo lời của Đức Phật dạy, nhưng nếu con làm thị giả Đức Phật mà con nhận những cái phẩm vật của người dân cúng cũng như là hàng tỳ kheo dân cúng lên Đức Phật dân cúng cho con mà nhận như vậy thì có nhiều việc nó không hay xảy ra sau này. Thì cái điều này chúng ta thấy, nếu như thị giả mà nhận những cái phẩm vật cúng dường nó có những cái tai hại gì, thì qua cái lần học tiếp theo là kết tập kinh luật lần thứ hai, chúng ta thấy có một cái điều liên quan. Do đó A Nan là người cũng là thông minh, sợ là nếu mà mình nhận những cái phẩm vật của người mà dân cúng cho mình mà mình là thị giả, thì nhiều lúc những vị khác có những cái ý kiến riêng muốn trình thưa lên Đức Phật, thì thông qua những món quà đó mình sẽ giúp cho những vị mà có cái nhu cầu cần, giống như bây giờ mình nói là nhận hối lộ. Thì do đó A Nan tuyệt đối là đưa ra điều kiện này, mặc dù Đức Phật khuyên nhủ đến 3 lần mà A Nan từ chối không nhận. Thì do đó con không nhận với lý do đó, chứ không phải là con không tuân thủ theo lời dạy của Đức Phật,
Nhưng vì mà trước hội chúng Ngài cử tội con như vậy, thì con xin nhận tội và xin sám hối trước đại chúng. Và tôn giả Ca Diếp mà cử tội A Nan ở điều thứ ba, đó là khi giá chiếc y tăng và lê của Đức Phật, thầy dùng cái chân đạp lên chiếc y của Đức Phật, thể hiện cái sự không cung kính chiếc pháp y Đức Phật. Do đó thầy phạm vào tội đột kiết la, phải nhận tội và sám hối trước đại chúng. Thì Ngài A Nan giải bài trước đại chúng: bây giờ các tôn giả cũng biết rằng chiếc y của Đức Phật mà y tăng và lê nó rất là dài, rất là lớn. Thì theo như chúng ta thấy là quý thầy mà đắp chiếc y theo hệ phái Bắc truyền, thì quý Phật tử cũng nhìn thấy chiếc y rất là dài. Một cái chiếc y của quý thầy đến là 6 mét dài. Còn nếu như y tăng và lê của Đức Phật thì cái chiếc y nó rất là dài, theo như y phục của hệ phái Nam truyền thì chiếc y và lê rất là dài. Do đó chiếc y của Đức Phật rách A Nan giá, thì A Nan dùng cái chân đạp một cái gốc y và tay kia mới cầm kim mà khâu lại. Chứ nếu mà không dùng chân đạp thì không thể nào giá được chiếc y đó. Thì A Nan mới giải bài trước đại chúng: không phải là con không tôn kính cái chiếc y của Đức Phật, nhưng chiếc y của Đức Phật quá dài, quá rộng như vậy, mà ngay lúc mà con giá chiếc y cho Đức Phật thì ngay lúc đó hội chúng tỳ kheo không có ai để con nhờ cầm một cái điểm tựa cho chiếc y để con giá. Do đó vào lúc đó con buộc phải dùng chân đạp lên một cái gốc y. Không phải con không tôn kính chiếc y của Đức Như Lai, nhưng vì để giá được chiếc y này con mới dùng cách đó. Trước hội chúng con xin nhận tội và sám hối. Thì chúng ta thấy rằng qua điều này chúng ta thấy Đức Phật giống như chúng ta, vẫn mặc những chiếc y rách, vẫn mặc những chiếc y giá, chứ không phải là Đức Phật là mặc những cái chiếc y mà được mọi người tôn kính dâng lên, những chiếc y cao quý. Thì đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư thì tôn giả Ca Diếp mới cử tội tôn giả A Nan là: thầy đã ba lần cầu xin Đức Thế Tôn cho nữ giới xuất gia trong chánh pháp làm chánh pháp giảm xúc mất 500 năm. Đối với cái tội này thầy phải nhận tội và sám hối. Thì tôn giả A Nan mới trình bày cái ý kiến của mình trước đại chúng là: không phải con không tôn trọng chánh pháp, không phải con không tôn trọng chánh pháp, bởi vì con thấy Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 người nữ dòng họ Xá Di một lòng muốn xuất gia theo giáo đoàn của Đức Phật. Hơn nữa, Maha Ba Xà Ba Đề là người có công nuôi dạy Thái tử sau khi Hoàng hậu Ma Gia qua đời, và nuôi dạy Thái tử từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, rồi Thái tử xuất gia chứng thành đạo quả. Bây giờ nhờ Maha Ba Xà Ba Đề mới có Đức Thế Tôn, mới có người mà truyền trao chánh pháp như thế này. Công lao của Maha Ba Xà Ba Đề rất là lớn. Với lại nếu như Đức Thế Tôn mà cho người nữ xuất gia thì chánh pháp bị tổn giảm 500 năm, nhưng với điều kiện người nữ tôn trọng giữ gìn bát kinh pháp thì chánh pháp vẫn nguyên vẹn. Thì đối với điểm này chúng ta cần lưu ý. Thì đến bây giờ vẫn có người cho là bát kinh pháp không phải do Phật chế định mà do hàng tỳ kheo sau này thêm vào. Điều này hoàn toàn sai. Tất cả các hệ phái, dù Nam truyền, Bắc truyền, dù Phật giáo ở phương Đông hay là truyền sang phương Tây, những đất nước Phật giáo truyền sang đất nước như là những cái nước phương Tây, thì mặc dù ở những đất nước đó cái vai trò của người nữ rất là được xem trọng, nhưng những vị truyền giáo ở những đất nước đó vẫn luôn tôn kính và giữ gìn bát kinh pháp, vẫn luôn ý thức rằng bát kinh pháp là điều do Đức Phật chế định. Thời gian gần đây cũng có rất là nhiều người đưa ra nhiều nghi vấn và thắc mắc rằng tại sao một cái giáo đoàn hội chúng tỳ kheo thì làm cho chánh pháp trụ thế lâu dài, thêm vào nữa một cái hội chúng tỳ kheo ni vào cùng gánh vác trọng trách với chư tăng,
để mà cái công việc hoằng truyền chánh pháp nó sẽ được thuận lợi hơn, được lan tỏa nhiều hơn. Tại sao chánh pháp bị giảm mất? Thì chúng ta thấy một cái điều thực tế như thế này. Hiện tại nếu như mà so ra chư tăng và chư ni ở Việt Nam chúng ta thì số lượng chư ni nhiều hơn số lượng chư tăng. Thành viên của hội chúng tỳ kheo ni nó đông hơn là những thành viên của hội chúng tỳ kheo tăng. Nhưng tại sao có được người giàu để mà hoằng truyền chánh pháp, tại sao mà chánh pháp bị giảm 500 năm? Thì có nhiều người đưa ra nhiều lý do và lý giải. Thì những cái lý do, những lý giải chắc là chúng ta cũng đã được nghe qua. Những cái lý do đó thì chúng ta thấy nó hoàn toàn không phù hợp. Một cái điểm mấu chốt mà chúng ta cần lưu ý, tại sao chánh pháp bị giảm 500 năm nếu như có hội chúng tỳ kheo vào trong tăng đoàn? Một cái điều rất là đơn giản, trong những điều giới luật Đức Phật chế định cho hàng đệ tử của mình thì đối với người nữ, Đức Phật có khoảng cách người nữ cách hàng tỳ kheo một khoảng cách, không được thân cận, không được tiếp xúc. Người nữ mà khi nghe pháp thì nếu như cái chỗ đó mà không phải là chỗ đông người, chỉ có một vị tỳ kheo cùng với một người nữ, thì cái vị tỳ kheo đó chỉ nói những cái bài pháp ngắn, không được thuyết pháp dài. Hoặc là người nữ không được đi chung với hàng tỳ kheo, người nữ không được đi chung đường, không được đi chung thuyền, nghĩa là giữa người nữ với hàng tỳ kheo có một khoảng cách rất là xa, rất là rõ ràng. Nhưng đối với ni chúng, người nữ mà xuất gia vào tăng đoàn thì người nữ là phái yếu mà tỳ kheo là phái mạnh. Tỳ kheo là anh cả, phải có trách nhiệm bảo bọc cho người em của mình, đó là hàng tỳ kheo ni. Do đó cái việc tiếp xúc giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni không có một cái ranh giới hạn định. Ví dụ như ở điều giới của tỳ kheo tăng xúc chạm đụng thân người nữ là phạm vào một cái điều giới. Nhưng đối với tỳ kheo ni thì tỳ kheo có cái quyền là có cái quyền là dạy dỗ và có trách nhiệm là bảo bọc. Do đó đối với hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni không có một phân giới, không có một ranh giới phân định rõ ràng. Nhưng mà chúng ta biết rằng sống ở cõi đời này, sinh ra một cái thân xác này, nếu như không có cái sự mà nỗ lực tu tập thì cái tâm ái nhiễm vẫn có. Nếu như hội chúng tỳ kheo ni sống cùng một trú xứ, hoặc là cái việc giao tiếp hàng ngày không có một cái bức rào ngăn cản, thì cái ái nhiễm sẽ phát sinh từ đây. Giữa tỳ kheo ni phát sinh những tình cảm, những cái dục nhiễm, và chánh pháp bị mất 500 năm ở cái khoảng cách này, ở cái điều này, ở cái điều mà giữa tỳ kheo ni không có một cái ranh giới rõ ràng. Nhưng nếu người nữ mà chấp nhận giữ theo bát kính pháp thì chánh pháp vẫn tồn tại, không bị mất đi 500 năm. Nghĩa là nếu như người nữ giữ bát kính pháp thì giữa tỳ kheo ni với tỳ kheo tăng có một cái sự cách biệt. Tỳ kheo ni lúc nào cũng kính cẩn tỳ kheo tăng, lúc nào cũng tôn kính tỳ kheo tăng, thì với cái bát kính pháp đó, tỳ kheo ni tôn kính tỳ kheo tăng chắc hẳn là sẽ không sanh ra ái nhiễm giữa nam và nữ. Do đó chánh pháp sẽ không bị tổn giảm 500 năm. Thì ở cái điều bát kính pháp này chúng ta nên ghi nhận như vậy. Nếu như người nữ xuất gia vào tăng đoàn, chánh pháp tổn giảm 500 năm, tỳ kheo ni biết giữ gìn bát kính pháp, chánh pháp vẫn tồn tại, không bị mất đi quan uổng. Thì do đó tôn giả A Nan mới bảo là, thì khi mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia, con vào xin trình, xin ý kiến, xin Đức Phật cho người nữ xuất gia, và con có hỏi rằng nếu như người nữ xuất gia giữ gìn bát kính pháp thì chánh pháp có bị mất hay không? Đức Phật bảo là không.
Và con đã trình bày cái ý kiến đó lại cho Mahabhasabade. Và Mahabhasabade cùng với 500 người nữ đó chấp nhận giữ gìn bát kinh pháp. Do đó thì mặc dù người nữ được xuất gia vào tăng đoàn của Đức Phật, nhưng chánh pháp không bị mất đi quang uổng 500 năm. Ở điều này con thấy con không có tội, nhưng vì đại đức cử tội con trước đại chúng, con xin nhận tội và xin sám hối. Đó là cái điều thứ tư. Và điều thứ năm, ngài Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan, đó là khi mà Phật chuẩn bị nhập niết bàn, Phật đã nói 3 lần, nhưng mà A Nan vẫn không thỉnh Phật trụ thế lâu hơn. Lúc đó Đức Phật nói Đức Phật có thể trụ thế 100 tuổi hoặc hơn 100 tuổi vẫn được, nhưng mà Đức Phật nói 3 lần A Nan không thỉnh cầu. Thì ở cái điểm này A Nan thành thật mà trình bày với đại chúng là lúc đó khi hai tin mà ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn, con rất là đau buồn, cũng như lúc đó Ma Ba Tuần nó che mờ tâm trí của con. Do đó những lời Đức Phật dạy con không nhận thức rõ. Nếu như con là người đệ tử, là người thị giả thân cận với Đức Phật, thì không bao giờ con để cho Đức Phật nhập niết bàn sớm như vậy. Nếu như không gì chánh pháp đi nữa, thì lúc nào con cũng muốn một cái bậc đạo sư, một người mà con thân cận, con gần gũi, con phụng sự, con lo lắng, con cũng muốn vị đó trụ thế lâu dài hơn, chứ không phải con vô tâm mà để cho ngài quyết định nhập niết bàn. Thì đối với điều này con xin thành tâm nhận tội và sám hối trước đại chúng. Thì đó là điều thứ năm, tôn giả A Nan sám hối trước đại chúng. Cái điều thứ sáu mà tôn giả Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan, đó là trên đường từ Tỳ Xá Ly trở về Câu Thi Na, Đức Phật rất là mệt mỏi. Đức Phật khát nước, nhờ thầy đến 3 lần thầy mới chịu đi lấy nước cho Đức Phật uống. Thì tôn giả A Nan trình bày thành thật là con thấy một cái dòng suối nó rất là nhỏ, mà gần ở cái dòng suối đó là có một cái dòng sông Kakuta. Thì dòng sông này nước trong và nó mát, thì con định là đến đó con sẽ lấy nước dâng lên Đức Phật, Đức Phật uống nó sẽ tốt hơn. Còn cái dòng suối này nó nhỏ mà có một cái đàn bò năm kéo 500 chiếc xe vừa đi qua, nước rất là đục. Thì tôn giả Ca Diếp bảo là với cái quay lực của Đức Thế Tôn, mặc dù nước đục như thế nhưng mà ngài đến thì nước nó vẫn trong trở lại, Đức Phật vẫn dùng được. Thì tôn giả A Nan mới thành tâm nhận tội và sám hối trước đại chúng, như là không phải con vô tâm, không phải con không có cái trách nhiệm, mà con để Đức Thế Tôn bị khát nước và kêu con đến 3 lần, nhưng con nghĩ là nước đó đục, con định là khi mà đến dòng suối kia thì con sẽ lấy nước dâng lên Đức Phật. Bây giờ đại đức cử tội con cũng thành tâm nhận tội và xin sám hối trước đại chúng và trước đại hội ở đây. Thì đó là điều thứ sáu mà ngài tôn giả Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan. Điều cuối cùng tôn giả Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan, thì đối với cái điều này thì chúng ta căn cứ theo bộ luật tứ phần là ngài Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan là A Nan để cho người nữ khóc rơi nước mắt lên bàn chân Đức Phật, làm cho bàn chân Đức Phật bị nhiễm bẩn. Nhưng mà những cái bộ luật khác, chẳng hạn như bộ ngũ phần, bộ thập tụng, thì nói là tôn giả A Nan cho người nữ, cho hàng tỳ kheo ni chiêm bái Đức Phật trước tiên. Thì tôn giả Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan với lý do là cho người nữ, cho hàng tỳ kheo ni chiêm bái Đức Phật trước hàng tỳ kheo. Thì theo như bộ luật ngũ phần cũng như bộ luật thập tụng, thì A Nan lý giải là tại vì mà khi mà tôn giả Ca Diếp mà đến để mà dự cái lễ mà quả táng là lúc đó đúng giờ ngọ, thì sau khi mà thiêu xong rồi thì khi hạ cái kim quang xuống thì trời nó đã tối, đang thu nhặt xá lợi trời đã tối. Bây giờ hội chúng tỳ kheo ni là đa số ở trong thành, nếu như mà để hội chúng tỳ kheo ni mà chiêm bái xá lợi sau, thì khi chiêm bái xá lợi xong rồi
thì cửa thành đã đóng, tỳ kheo ni không thể vào thành được. Vì lý do đó ngài A Nan mới cho hàng tỳ kheo ni chiêm bái xá lợi trước hàng tỳ kheo tăng. Thì ở bộ luật ngũ phần cũng như luật tập tụng thì A Nan trình bày và Ca Diếp cử tội như thế. Nhưng đa phần chúng ta là giữ theo tinh thần của bộ luật tứ phần, thì luật tứ phần là ngài Ca Diếp cử tội A Nan ở điều này có một cái điểm nó khác biệt, đó là người nữ khóc làm nhiễm bẩn chân Đức Phật. Thì A Nan mới bảo là không phải con không tôn kính Đức Phật, nhưng vì Đức Phật nhập Niết Bàn thì mọi người ai cũng thương tiếc, muốn đến gần gũi chiêm bái đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối, thì con lần lượt cho từng người vào để mà chiêm bái đảnh lễ. Nhưng mà người nữ với cái tâm lý yếu đuối thì nhìn thấy Đức Thế Tôn đã nhập diệt nằm trong cái kim quang như vậy, người nữ mới khóc và cái nước mắt của người nữ làm bẩn chân Đức Phật. Thì do đó cái điều này con xin thành tâm nhận tội và sám hối trước đại chúng. Thì đó là bảy điều mà Tôn giả Ca Diếp cử tội Tôn giả A Nan nhân kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất tại thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà vào thời trị vì của vua Xà Thế. Thì khi mà cử tội bảy cái điều tội đối với Tôn giả A Nan thì Ca Diếp mới cùng với hội chúng thảo luận như thế này: nếu như theo lời A Nan vừa trình bày thì những điều giới nhỏ nhặt có thể sau này tùy theo địa phương khác chúng ta có thể thay đổi được, nhưng những điều giới nhỏ nhặt đó là những điều giới nào? Thì theo như Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng nói ở cái điểm này nó rất là hay. Nếu như ngay lúc đó mà A Nan biết được rành rẽ điều nào là nhỏ nhặt rồi thì sau này thì A Nan chỉ những điều giới đó là nhỏ nhặt, thì có đến 2550 mấy năm như bây giờ hoặc là quốc độ của chúng ta thì có những điều trong cái điều giới Đức Phật dạy nó có những điều phù hợp và có những điều không phù hợp. Nếu A Nan chỉ ra rành rẽ điều nào không phù điều nào nhỏ nhặt rồi thì sau này đối với từng địa phương nó sẽ có những cái điểm bất đồng nhau. Do đó cái vấn đề không hỏi của Tôn giả A Nan cũng là cái hay. Bởi vì giống như đất nước Việt Nam chúng ta thì những điều này chúng ta thấy nhỏ nhặt, nhưng mà ở đất nước Campuchia, những đất nước khác như là Thái Lan, Myanmar thì những điều chúng ta cho là nhỏ nhặt thì những cái đất nước khác cho đó là quan trọng, hoặc là những đất nước đó cho những điều đó là nhỏ nhặt nhưng chúng ta xem đó là quan trọng, do đó không phù hợp. Nên A Nan mà không chỉ ra những điều nào là nhỏ nhặt đó cũng là cái hay của Tôn giả A Nan. Thì đối với Hòa Thượng Minh Thông thì Hòa Thượng đưa ra cái quan điểm như vậy. Nhưng chúng tôi cũng nhắc lại rằng những điều nhỏ nhặt của A Nan nói đó là những điều nhẹ trong thiên bách pháp chúng học hoặc là thiên hướng bị hối, chứ những điều luật mà Đức Phật được chế ra cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, những thiên đầu chẳng hạn Ba La Di, Tăng Tàng rồi Ba Vật Đề, đó là những điều giới đó. Mặc dù giới luật Đức Phật chia ra làm nhiều bộ phái, nhiều bộ luật, nhưng mà những điều căn bản quan trọng tất cả đều giống nhau. Chỉ những điều sao nhỏ nhặt thì mỗi cái bộ luật có cái sự mà sai biệt chút ít mà thôi. Thì lúc bây giờ ngài Ca Diếp mới bảo là nếu như bây giờ chúng ta cho là 100 pháp chúng học là những điều giới nhỏ nhặt, sau này có thể thay đổi được, thì một cái thời điểm nào đó hoặc một cái quốc độ nào đó, hàng tỳ kheo ở những nơi khác sẽ bảo rằng những cái điều giới trong thiên hướng bị hối đó là những điều giới nhỏ nhặt có thể thay đổi được. Rồi nếu như chúng ta là bảo là những điều giới trong thiên hướng bị hối là những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi được, thì sau này ở những cái địa phương khác hoặc là những cái thời gian khác thì hàng tỳ kheo do sống xa rời về chánh pháp bảo là những điều giới trong thiên ba vật đề đó là những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi được. Như vậy thì chánh pháp làm sao giữ được mà cái tinh thần giải thoát. Do đó trước hội chúng ngài Ca Diếp mới kết lại một câu nói rất là quan trọng trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất này, đó là
những điều nào Đức Phật đã chế định chúng ta nên tuân giữ, còn những điều nào Đức Phật chưa chế định chúng ta không được thêm vào. Đó là một cái câu kết lại, mà một đó cũng là một câu nói rất là quan trọng trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất này. Thì sau khi mà cuộc kết tập kinh điển vừa xong, thì Ngài Phú Lâu Na cùng với hội chúng tỳ kheo đi hoằng truyền chánh pháp ở phương Nam. Khi hai tin Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Ngài Phú Lâu Na cùng với hội chúng tỳ kheo trở về. Nhưng mà khi đến nơi thì không còn kịp nữa, quả lễ quả táng kim thân Đức Phật. Và khi biết là hội chúng đang là tập họp tại thành Dương Xá để kết tập kinh luật, thì Ngài Phú Lậu Na cùng với hội chúng tỳ kheo đến đó. Thì khi Phú Lậu Na đến nơi thì nó đã mãn mùa an cư kiết hạ, nghĩa là đại hội kết tập kinh luật vừa xong thì tôn giả Phú Lậu Na vừa về đến. Do đó tôn giả Phú Lậu Na có yêu cầu hội chúng là nên trùng tiên, nên đọc lại những lời mà chư tôn đức đã trùng tiên. Thì hội chúng đồng ý trùng tiên lại kinh, trùng tiên lại lực, và Phú Lâu Na cũng xác định lại đó chính là những lời Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm qua. Thì thế là đại hội kết tập kinh luật lần thứ nhất diễn ra vào mùa an cư năm đầu tiên sau Phật thành đạo. Xin lỗi, năm đầu tiên sau ngày Phật nhập Niết Bàn. Và với hội chúng tỳ kheo là chẳng 500 vị, trước đây chỉ có 499, sau đó tôn giả A Nan mà chứng quả vị A La Hán tham dự vào, đó là hội chúng tỳ kheo 500 vị. Nên cái cuộc kết tập kinh luật này còn có tên là Ngũ Bách Kiết Tập, có nghĩa là lần kết tập của 500 vị tỳ kheo. Và cũng có một cái thuyết nói rằng thì trong cái lần kết tập này thì những bộ luật, những bộ kinh được trùng tiên đi, trùng tiên lại, chỉnh sửa bổ sung đến 80 lần cái bộ luật này nó mới hoàn chỉnh. Thì do đó còn có tên gọi thứ hai, đó là Bát Thập Tụng Luật, nghĩa là cái lần kết tập kinh luật này với hội chúng tỳ kheo 500 vị nên gọi đó là Ngũ Bách Kiết Tập. Và với cái sự mà đọc đi đọc lại tu bổ cho hoàn chỉnh đến 80 lần nên có gọi đó là gì? Bát Thập Tụng Luật. Thì do đó lần kết tập kinh luật lần thứ nhất nó có hai tên gọi. Và sau ngày Phật nhập Niết Bàn rồi thì cuộc kết tập này nó là một cái dấu ấn rất là quan trọng. Và từ đó trở về sau thì chánh pháp của Đức Phật được truyền trao và hoằng truyền lan tỏa khắp mọi nơi. Và chúng ta cũng lưu ý một cái điều này, thì ở lần kết tập kinh luật lần thứ nhất chỉ kết tập được có hai tạng mà thôi, chỉ có tạng kinh và tạng luật, không có tạng luận. Chúng ta lưu ý ở điểm này. Và sau này chánh pháp của Đức Phật truyền trao thời gian khoảng 100 năm sau, lúc bây giờ có một cái chánh sự xảy ra, và lúc đó mới hội chúng tỳ kheo mới cùng họp lại và kết tập kinh luật luận lần thứ hai. Ở lần thứ hai có cả ba, đó là kinh, luật và luận. Và lần thứ nhất này nó là đánh dấu một cái sự nỗ lực của hội chúng tỳ kheo kết tập kinh luật để mà truyền bá về sau. Ở lần kết tập lần thứ hai là đúng 100 năm sau, sau lần kết tập kinh điển lần thứ nhất cũng là đúng 100 năm sau, sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì ở lần kết tập kinh điển lần thứ hai đó, nó sẽ đánh dấu một cái cột mốc rất là quan trọng. Chính ngay lần kết tập kinh luật luận lần thứ hai, nó thêm được một cái bộ luận nữa. Và cũng lần kết tập này, nó phân chia ra giáo hội thành hai hệ phái, đó là hệ phái Nam truyền và hệ phái Bắc truyền. Thì những điều nào liên quan cần thiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái buổi học tiếp theo, đó là quá trình kết tập kinh luật lần thứ hai. Thì hôm nay cái đề tài chúng ta trình bày đến đây thì nó đã hết. Xin mời đại chúng chúng ta khởi thân hồi hướng.